Và như vậy thì chúng ta đã xong cái phần A, đó là nhắc về kiến thức basic. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần B, đó là Trade X-ray. Thì trước hết là chúng ta trước khi bước vào đọc một cái phim Trade X-ray thì chúng ta phải nhắm mắt lại và tưởng tượng một cách thuộc lòng trong đầu cái giải phẫu X-quang bình thường như cái hình trên màn hình. Và chúng ta sẽ vô cái phần đại cương. Thì đại cương, cái cơ bản ở đây nó là cái tia X. Khi mà cái tia X nó được phát ra, cái cấu trúc nào nó bắt được tia X thì nó ra màu trắng, và trên X quang gọi là hình ảnh mờ. Còn cái cấu trúc nào không bắt được tia X thì nó ra màu đen, và trên X quang gọi là hình ảnh sáng. Và về cái kỹ thuật chụp á, chúng ta có tư thế là trước sau là AB và tư thế sau trước là BA, tư thế nghiêng trái nghiêng phải, tư thế nằm nghiêng trái nằm nghiêng phải. Ba là cái một cái phim đặc chỉnh là như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu ở phía dưới, và về cái quy ước độ cản tia trên X-quang á, thì chúng ta nhìn trên màn hình là có bốn cái quy ước chính. Thứ nhất là xương, xương thì nó có nhiều canxi cho nên nó xương nó hấp thụ tia X nhiều, cho nên chúng ta thấy được là một hình ảnh trắng xóa, một hình ảnh trắng xóa trên cái X-quang, trong khi mô mềm và mạch máu dịch thì nó có hấp thu tia X kém hơn xương, cho nên nó có cái màu trắng nhạt hơn. Và mở ra là cái nó hấp thu cái tia X thấp nhất, cho nên nó ra cái màu xám. Còn khí thì hoàn toàn không hấp thu tia X nên nó ra màu đen. Và màu đen lúc này á, ta gọi là hình ảnh sáng trên X-quang, và màu trắng và màu xám thì ta gọi là hình ảnh mờ trên X-quang. Và cái về cái tư kỹ thuật chụp á, thì chúng ta xem cái tư thế sau trước nè. Đây là hình ảnh bệnh nhân tư thế chụp sau trước, hay gọi là bệnh nhân ôm cách xác chụp á. Còn đây là cái tư thế chụp trước sau, là bệnh nhân nằm ngửa. Và cái sự khác biệt giữa cái tư thế trước sau và sau trước á, là như thế nào? Thứ nhất là cái tư thế BA, là tư thế sau trước, là bệnh nhân đứng chụp hoặc ngồi chụp, mà lúc này là bệnh nhân ôm vào cái cassette. Và chụp sau trước á, cái xương bả vai á, nó không bị chồng lấp trong cái phế trường phổi, và cái xương đòn nó không bị rút ngắn lại đó. Và cái bóng tim nó không bị mesenification, tức nghĩa là nó không bị phóng đại ra. Và chúng ta thấy được cái ống hơi dạ dày trên cái phim BA, trong khi cái phim AB, tức nghĩa là phim trước sau á, là bệnh nhân chụp ở tư thế nằm ngửa, và tư thế này dành cho những bệnh nhân bệnh nặng đó, già yếu đứng không nổi đó. Và chụp AB á, cái xương bả vai á, nó chồng lấp trong cái phế trường phổi, xương đòn á, nó bị rút ngắn lại đó. Và cái bóng tim thì nó bị phóng đại ra, mesenification nó bị phóng đại ra, và chúng ta sẽ không thấy được cái bóng hơi dạ dày. Và cái nhận định nhanh để nói rằng phim này là phim AB và BA, thì chúng ta thấy là cái phim AB á, chúng ta thấy được cái đốt sống ngực á, nó có cái dấu ớ, dấu hình dạng dấu ớ đó. Còn đây là hình ảnh phim nghiêng trái hoặc nghiêng phải. Còn về cái phim nằm nằm nghiêng trái và nằm nghiêng phải á, là để khảo sát dịch màng phổi, nhưng hiện nay ít dùng do cái siêu âm, cái echo nó nhạy hơn trong việc khảo sát dịch trong khoang màng phổi. Vậy thì chúng ta mới đặt ra câu hỏi là tại sao có sự khác biệt giữa cái bóng tim giữa hai tư thế là trước sau và sau trước, và chụp tư thế AB, tức nghĩa là chụp tư thế trước sau thì bóng tim nó bị phóng đại ra. Là để giải thích được câu này thì chúng ta làm một cái thứ thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm bao gồm một cây đèn pin, và cây đèn pin đó chúng ta mở mở đèn lên và tắt hết đèn trong phòng, và mở đèn đèn pin lên. Đèn pin và bức tường là cố định, bàn tay ta đặt vào vùng ánh sáng của đèn pin và bàn tay ta di động. Tiến hành thí nghiệm, bàn tay ta tiến tiến gần về bức tường thì bóng của bàn tay trên bức tường càng nhỏ. Khi bàn tay mà nó di chuyển gần về phía đèn pin thì bóng của bàn tay trên bức tường càng lớn. Và áp dụng thí nghiệm này, chúng ta giải thích cho trường hợp là bóng tim trên phim AB nó bị khuếch đại, có nghĩa là cái phim trước sau thì bóng tim nó bị khuếch đại ra. Rồi, đây là hình ảnh cùng một bệnh nhân và cho chụp một phim AB và một phim BA, thì ta thấy trên phim AB cái bóng tim nó bị khuếch đại ra.
Vì một cái phim mà đạt yêu cầu kỹ thuật á, thứ nhất xương bả vai phải nằm ngoài phế trường, tức nghĩa là xương bả vai nó phải tách ra hai bên, độ xuyên thấu tức nghĩa là chúng ta phải thấy được từ đốt sống ngực 4 trở xuống, và về cân xứng là hai xương đòn nó phải cân xứng qua cái đường giữa. Và thứ tư là hít đủ sâu. Thế nào hít đủ sâu? Hít đủ sâu khi ta thấy được 10 xương sườn sau và 6 xương sườn trước đó. Hình ảnh phải rõ nét và thấy toàn bộ lồng ngực, cả vùng thanh quản và góc xương hoành. Nó là về yêu cầu kỹ thuật, đạt yêu cầu kỹ thuật. Còn về trình tự phân tích phim đó là chúng ta phân tích theo trình tự này: kiểm tra hành chính, kiểm tra kỹ thuật, chúng ta đã nói phần trên rồi. Còn về phân tích hình ảnh là như thế nào, chúng ta xem. Phân tích hình ảnh đầu tiên chúng ta vô là mô mềm thành nhợt, xong tới khung xương, xong tới màng phổi, xong tới nhu mô phổi, xong tới trung thất, và chúng ta phân tích theo trình tự này đến đến chỗ nào bất thường, thấy bất thường dừng lại mô tả. Và sau khi mô tả được hình ảnh bất thường đó, chúng ta mới tổng hợp lại các dấu chứng mà bất thường đó vào trong một cái hội chứng X-quang. Tại sao phải gom những dấu chứng này vô một cái hội chứng X-quang? Chúng ta sẽ giải được trả lời câu này ở phía dưới. Và hội chứng X-quang là gì? Tại sao phải học hội chứng X-quang? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần phía dưới. Và chúng ta phải chú ý đến cái nguyên nhân là TITO, tức nghĩa là chấn thương, nhiễm trùng, khối u và một số nguyên nhân khác nữa. Kết luận và chẩn đoán, cái câu kết luận gọi là tốt nhất luôn là tổn thương có kiểu hình phù hợp với bệnh chấm chấm chấm, chúng ta điền vào. Hoặc tổn thương có dạng chấm chấm chấm, chúng ta tự điền vào. Đó là cái câu mở mở đầu cho một cái kết luận đó. Và từ hình ảnh đó thì chúng ta đề nghị thêm cận lâm sàng nào để làm rõ. Và chúng ta lưu ý một số vùng dễ bị bỏ sót đó trên X-quang như trên hình. Vậy thì chúng ta mô tả cái phần mô tả bất thường. Vậy bây giờ đặt ra câu hỏi là mô tả bất thường đó như thế nào? Vì các bất thường á sẽ cần phải được mô tả theo một trình tự, vì đó, và tập hợp các bất thường đó theo một trình tự sẽ kết luận và gợi ý được một dạng bệnh lý nhìn chung. Thì chúng ta phải mô tả một bất thường như sau. Số 1 là đặc điểm bất thường, mờ, dạng mờ hay là dạng sáng. 2 là vị trí, 3 là hình dạng kích thước, 4 là tính chất cản tia, cái hình mờ này đậm hay là nhạt. 5 là tính chất đồng nhất hay không đồng nhất. 6 là tính chất ảnh hưởng đến các cấu trúc giải phẫu xung quanh, ví dụ như là co kéo hoặc là đẩy cấu trúc giải phẫu xung quanh. Và 7 là khuynh hướng tiến triển theo thời gian nhanh hay chậm và theo cấu trúc giải phẫu. Đó, như vậy thì chúng ta phải cần cái đặt một hình ảnh X-quang mà bất thường phải có cái mối quan hệ, tức nghĩa là chúng ta phải liên hệ với các triệu chứng lâm sàng cũng như là các xét nghiệm cận lâm sàng khác đó, để kết luận về cái bản chất hình ảnh X-quang mà chúng ta nhìn thấy. Thì chung quy là tổn thương trên X-quang mà chúng ta nhìn thấy là có hai dạng thôi, dạng mờ và dạng sáng. Và từ cái dạng mờ và dạng sáng này, người ta mới mô tả thành những các dấu hiệu hình ảnh trên X-quang. Đó là những dấu hiệu như ví dụ như là bóng mờ, dấu bóng mờ, dấu cổ ngực, dấu tảng băng, dấu hình ảnh đường ray, ngón tay, dấu găng, nhân dân rất nhiều. Và người ta mới gom lại đó, những dấu hiệu hình ảnh này thành một cái hội chứng X-quang, bao gồm 8 hội chứng X-quang: hội chứng thành nhợt, màng phổi, phế nang, phế quản, mô kẽ mạch máu, nhu mô và trung thất. Vậy thì hội chứng X-quang là gì? Hội chứng X-quang nó bao gồm nhiều hình ảnh dấu hiệu, mà những hình ảnh dấu hiệu này nó đều phản ánh là sự tổn thương cùng một cơ quan cấu trúc giải phẫu, và tương ứng với cơ quan cấu trúc giải phẫu đó sẽ có một cái hội chứng X-quang tương ứng. Và khi đọc phim đó, ta phải mô tả bất thường xong. Khi mà đọc phim đó, chúng ta mô tả ở bất thường này bất thường kia xong, chúng ta gom lại thành hội chứng X-quang. Chúng ta gom lại hội chứng X-quang để giúp chúng ta định khu lại và xác định nhanh cái vùng cấu trúc giải phẫu bị tổn thương. Và cái này là chúng ta gom lại và thường là không viết vào cái phần kết luận, cho tự chúng ta gom gom lại thành hội chứng X-quang. Đó. Vậy thì hội chứng X-quang nó khác với gì với hội chứng lâm sàng? Các hội chứng lâm sàng. Hội chứng lâm sàng là từ các triệu chứng trên lâm sàng gom lại thành một cái hội chứng lâm sàng. Ví dụ như hội chứng tắc ruột bao gồm các triệu chứng đó gom lại thành hội chứng tắc ruột, và để chẩn đoán một bệnh là bệnh tắc ruột
chỉ chẩn đoán một bệnh, trong khi hội chứng X quang nó tổng hợp là bởi các triệu chứng X quang, mà các triệu chứng X quang đây là dấu hiệu hình ảnh bất thường trên X quang tập hợp thành cái hội chứng X quang. Và trong cái hội chứng X quang nó bao gồm rất là nhiều bệnh. Đó là sự khác nhau giữa cái hội chứng X quang với hội chứng trên lâm sàng. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta vào cái hội chứng đầu tiên là hội chứng phế nang. Hội chứng phế nang là sự hiện diện của các chất bất thường có mặt trong X quang như dịch nè, tế bào lành hay tế bào ác, và chúng làm lấp đầy cái khoảng trống trong phế nang mà bình thường phế nang chứa khí. Và lúc này do các cấu trúc này nó lấp đầy phế nang cho nên người ta dùng thuật ngữ là phổi hóa gan, tức nghĩa là cái mô phổi bây giờ nó đông đặc lại giống như cái mô gan, nhưng mà về mặt thể tích phổi thì vẫn không thay đổi. Và hội chứng lấp đầy phế nang trên lâm sàng, người ta mô tả nó qua một cái cụm danh từ, đó là thâm nhiễm. Và hội chứng X quang này là diễn tả cái bệnh lý cấp tính diễn tiến mau lẹ, và nó có 7 cái dấu hiệu của hội chứng X quang. 7 dấu hiệu là cái bóng mờ của trong hội chứng X quang là có bờ không rõ, đậm độ của dịch và nó nhè. Thứ hai là có tính hợp lưu và hội tụ. Hợp lưu hội tụ là do cái lỗ ống khôn và cái lỗ lâm be đó, nó giúp nó làm cho lan từ chùm phế nang này qua chùm phế nang lân cận. Thứ ba là có tính hệ thống. Số 4 là hình ảnh khí với quản đồ. Số 5 là hình ảnh cánh bướm, và hình ảnh cánh bướm đặc trưng cho phù phổi cấp. Và tiến triển trong hội chứng phế nang thì nó tiến triển nhanh và sớm. Và cái nốt mờ nữa là nốt mờ dạng phế nang có đường kính khoảng từ 5mm đến 6mm. Nếu thỏa 2 trên 7 dấu hiệu trên là có hội chứng phế nang, tức nghĩa là có tổn thương phế nang trong cái phim mà chúng ta đang đọc. Đây là hình ảnh tổn thương chùm phế nang và không tổn thương toàn kiểu thì thứ cấp mà chúng ta đã được đề cập ở cái phần basic. Vậy thì nguyên nhân tạo nên bóng mờ trong hội chứng phế nang, thứ nhất là nếu mà tổn thương phế nang khu trú là nguyên nhân thường do viêm phổi, hai là do nhồi máu phổi, ngoài ra còn có lao, nấm và ca phế quản. Còn nếu mà nguyên nhân lan tỏa chia hai trường hợp, một cấp tính, hai mãn tính. Cấp tính là phù phổi cấp, thấy hình con bướm đó, hoặc con dơi đó. Thứ hai là phế quản phế viêm cấp do virus hoặc vi khuẩn, và một số nguyên nhân khác thì như trên màn hình. Như vậy thì chúng ta cần nhớ bốn nguyên nhân nổi bật của hội chứng phế nang. Một, khu trú bao gồm viêm phổi, nhồi máu phổi. Hai, lan tỏa là phù phổi cấp. Và cái phù phổi cấp đó, là ghi nhớ nó có hai nhánh, chia làm hai nhánh nữa là do tim và không do tim. Không do tim là có thể do tổn thương mao mạch, nhiễm trùng hoặc nhiễm độc chân dân. Và thứ hai là phế quản phế viêm cấp do vi khuẩn hoặc virus. Nhớ bốn cái nguyên nhân nổi bật của hội chứng phế nang này. Vậy thì hình ảnh đây là, và sau đây là bảy cái hình, chúng ta xem hình ảnh của bảy cái dấu hiệu. Thứ nhất, bóng mờ, bờ không rõ, nhẹ, đậm độ dịch. Vậy thì tại sao? Tại vì là do khi mà quá trình bệnh lý nó lan rộng không đều trong của quá trình bệnh lý, là do nguyên nhân là do sự lan rộng không đều của quá trình bệnh lý. Và mấy cái phế nang tổn thương nó trồng hình lên nhau, và phế nang tổn thương nó tiếp xúc với các phế nang lành cũng như là mao mạch phế quản, cho nên nó tạo nên bóng mờ, bờ không rõ, nhè. Đó là nguyên nhân là như vậy. Cái thứ hai là bóng mờ có tính hội tụ và hợp lưu, thì chúng ta đã nói rồi, do hai cái cấu trúc giải phẫu, đó là lỗ khôn và ống lâm be. Ba, đó là bóng mờ có tính hệ thống hóa, tức nghĩa là hệ thống hóa là nó lây lan từ cấu trúc giải phẫu này sang cấu trúc giải phẫu khác lân cận, mà ở đây là các tiểu thùy và các thùy phổi, nó lan ra. Ví dụ mà tiểu thùy thứ cấp bên này bị bệnh thì nó lây lan qua tiểu thùy thứ cấp bên kia, cho nên ta gọi là có tính hệ thống. Rồi, bóng mờ tụ tập thành hình cánh bướm hoặc hình cánh dơi, đó là tổn thương, hình ảnh này là tổn thương phế nang hai bên rốn phổi, nó tạo thành hình cánh bướm hoặc cánh dơi đó. Thân cánh bướm là trung thất, bóng mờ hình cánh bướm có bờ không rõ, xóa bờ mạch máu vùng rốn phổi hoặc cạnh rốn phổi, ít ảnh hưởng đến vùng ngoại vi. Và khi mà thấy hình ảnh cánh bướm hoặc cánh dơi này là đặc trưng cho phù phổi cấp. Đây là hình ảnh cánh bướm. Và thứ năm là hình ảnh khí phế quản đồ, hay còn gọi là, hay có cũng có thể gọi là khí
ảnh nội phế quản, nhưng mà thường thì chúng ta nên gọi là khí phế quản đồ. Bình thường thì các phế quản trong trong phổi không thấy được bởi chúng chứa khí và bao quanh bởi phế nang cũng chứa khí. Nhưng mà khi cái nhu mô phổi đông đặc lại các phế nang này nó lấp đầy dịch, trong khi lòng phế quản thì thông thoáng chứa khí. Lúc này ta sẽ thấy rõ các phế quản trên phim và ta gọi là dấu hiệu khí phế quản đồ dương tính, và dấu hiệu này cũng thấy được trên CT. Và khi mà thấy được cái dấu hiệu hình ảnh khí phế quản đồ á, là chúng ta khẳng định rằng tổn thương này là ở nhu mô phổi chứ không phải có nguồn gốc từ màng phổi thành ngực hay là từ trung thất. Đây là hình ảnh khí phế quản chứa khí nằm trong vùng nhu mô phổi đông đặc, và nguyên nhân thường gặp nhất là viêm phổi thì, và có thể gặp trong nhồi máu phổi hoặc phù phổi. Đây là hình ảnh mà nó viêm thì trên của phổi bên bên phải. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy được hình ảnh khí phế quản đồ trong trong cái phần trên của phổi phổi bên phải, chứ hình ảnh này không, chúng ta thấy nó co kéo rãnh rãnh liên thì thực đây nè, chúng ta thấy nó co kéo rãnh liên thì, nhưng hình ảnh này là hình ảnh viêm phổi chứ không phải xẹp phổi, vì nó có hiện diện của hình ảnh khí phế quản đồ. Đây cũng là hình ảnh khí phế quản đồ. Thứ sáu là có những hình ảnh dạng nốt phế phế nang. Cái dạng nốt phế nang nó khác với cái mờ dạng dạng mờ dạng nốt của mô kẽ. Tại vì mờ dạng nốt mô kẽ bờ thường rất là rõ rệt, thường thấy ở giai đoạn sớm của quá trình bệnh lý. Còn nếu mà thấy nốt mờ mờ phế nang là ở vùng ngoại biên, là giai đoạn tiến triển tới muộn rồi, giai đoạn muộn. 7. Tiến triển nhanh. Thì chúng ta nhìn cái hình này mới mới ngày đầu tiên chụp tưởng tưởng là nghi nghi u, nhưng mà sau 2 ngày chụp lại thì nó lan ra gần hết cái thùy phổi rồi, thì trên phổi nó lan ra gần hết cái thì trên phổi bên bên phải rồi. Thì thường nếu mà một cái bóng mờ nó tiến triển nhanh như vậy là thường viêm phổi, nhưng mà do virus. Đây là cũng là hình ảnh viêm phổi đó, phù phổi hình ảnh phù phổi hình cánh bướm nè, phù phổi do chấn thương sọ não. Và chúng ta kết luận là để hiểu được cái hội chứng phế nang này, chúng ta cần phải vượt qua được giải phẫu chùm phế nang và tiểu thùy thứ cấp, và ghi nhớ 7 dấu hiệu của X-quang của hội chứng này. 2/7 là đủ để đọc là có hội chứng phế nang. Tiếp theo là hội chứng phế quản. Thì hội chứng phế quản nó bao gồm các dấu hiệu X-quang biểu thị tổn thương trực tiếp hay gián tiếp phế quản, và nó có các hình ảnh như là dày phế quản, dày thành phế quản, giãn phế quản, tắc nghẽn phế quản. Thì tắc nghẽn phế quản nó là chia làm 2 phần, một là tắc hoàn toàn, hai là tắc không hoàn toàn. Tắc hoàn toàn nó gây xẹp phổi, mà tắc không hoàn toàn nó gây ứ ứ khí. Thì tại sao như vậy, chúng ta sẽ được giải thích ở cái phần tiếp theo. Vậy bình thường ta không thấy phế quản trên phim và chỉ thấy được trong 3 trường hợp sau: một, thành phế quản dày lên; hai, được bao bọc xung quanh bởi tổ chức đông đặc, và chúng ta thấy được hình ảnh khí phế quản đồ như đã nói ở phần trên; và tiếp theo là lòng phế nang chứa đầy dịch máu mủ đó, mà và được bao bọc bởi nhu mô phổi bình thường chứa khí bình thường xung quanh. Và thì trong 3 trường hợp này chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của phế quản trên X-quang. Vậy thì các dấu hiệu trực tiếp là sao? Các dấu hiệu trực tiếp thứ nhất là hình ảnh dày lên của phế quản. Hình ảnh dày lên của phế quản chúng ta thấy được 2 hình ảnh: hình ảnh đường ray xe lửa, hình ảnh vòng nhẫn. Thì hình ảnh 2 hình ảnh này tương ứng với sự dày lên của thành phế quản trong viêm hoặc do tổn thương mô kẽ. Thì chúng ta đã được nhắc về cái cấu trúc mô kẽ. Thì mô kẽ thì nó có cái phần mô kẽ mà quanh huyết quản đó, nó quanh huyết quản, quanh phế quản đó. Lúc này nè, dịch nó thoát ra ngoài mô kẽ và làm dày cái thành của phế quản lên, và chúng ta sẽ thấy được cái thành của phế quản trên X-quang. Thứ hai đó là hình ảnh phế quản trong nhu mô phổi đông đặc, đã bàn ở phần trên là hình ảnh khí phế quản đồ rồi. Ba là hình ảnh phế quản bị lấp đầy dịch trong khi nhu mô phổi còn chứa khí tương đối bình thường, tức nghĩa là phế quản nó chứa đầy dịch và được bao phủ bởi một cái nhu mô phổi
bình thường, chứa khí bình thường, và lúc này ta gọi là hình ảnh ngón tay đeo găng gặp trong viêm phế quản mạn hoặc giãn phế quản. Bốn là các hình ảnh mắt kính, các hình ảnh mắt kính hay cũng thể gọi là hình ảnh ống dòm. Thì ống dòm này là một cái ống dòm là có một con mắt sáng và một con mắt mờ. Một mắt sáng là một mắt phế quản, một mắt mờ là một mắt của động mạch phổi, và thường thấy ở rốn phổi do bản thân cái phế quản nó bị viêm, hay là nó bị viêm là nó dày thành phế quản lên đó, hoặc là do nó bị giãn, hay là do tăng tăng áp lực tuần hoàn phổi làm cho dịch phế nang nó thoát ra và nó bao nó thoát ra mô kẽ, và nó làm dày cái thành phế quản lên, và lúc này chúng ta cũng thấy được hình ảnh ống nhòm, và thường nó tập trung ở cái rốn phổi. Còn năm là hình ảnh giãn phế quản. Giãn phế quản là cái bệnh đặc trưng cho sự tăng đường kính phế quản và các sụn và thành phế quản nó bị phá hủy, gồm ba dạng: dạng ống, dạng tràng hạt và dạng nang. Dạng nang là cái dạng nặng nhất, biểu hiện là đường mờ, kén sáng hoặc là mất khí dịch. Đây thì đây là hình ảnh đường ray xe lửa trong cái bệnh cảnh là viêm phế quản mãn tính. Đây là hình ảnh đường ray xe lửa, nó giống như cái đường ray xe lửa chúng ta thấy. Hình ảnh vòng nhẫn ở cái rốn phổi cũng giống viêm phế quản mãn tính. Ngón tay đeo găng, đây là hình ảnh ngón tay đeo găng. Trong lòng phế quản nó chứa đầy dịch mà ở trong, mà nó được bao bọc bởi cái nhu mô phổi ở chứa khí bình thường. Và hình ảnh đây là ba dạng của giãn phế quản: dạng ống, dạng tràng hạt và dạng nang. Và giãn phế quản hình túi lan tỏa với mức khí dịch nè. Chụp cái phim này lên là chúng thấy vậy là bắt đầu là chúng ta cho bệnh nhân đi chụp CT để chẩn đoán giãn phế quản. Đây là hình ảnh giãn phế quản mà dạng nang đó, nhìn kinh hồn luôn. Đây cũng là hình dạng giãn phế quản dạng nang. Và tiếp theo là các dấu hiệu gián tiếp. Một, tắc nghẽn phế quản một phần, có nghĩa là không hoàn toàn. Và khi mà tắc không hoàn toàn á, thì nó gây ra hiện tượng bẫy khí, tức nghĩa là tăng sáng một vùng, là tình trạng hít vào được nhưng mà khí thở ra nó lại bị ứ lại. Tại sao như vậy chúng ta sẽ giải thích ở cái slide tiếp theo. Và nó được chụp ở cái thì thở ra, có thể gặp trong trường hợp là u phế quản chưa gây tắc hoặc dị vật gây tắc một phần, viêm tiểu thì phế quản. Hai là hình ảnh tắc nghẽn hoàn toàn lòng phế quản, nghĩa là lúc này tắc hoàn toàn thì nó gây xẹp phổi, và nguyên nhân là do u dị vật hoặc nút nhầy nhầy đàm rồi đó, hoặc do teo phế quản dị ứng xẹp phổi gây co kéo các thành phần xung quanh. Nhớ nhấn mạnh chữ xẹp phổi gây co kéo các thành phần xung quanh về phía phổi xẹp, có thể là xẹp một phân thì phổi, hay xẹp thì một thì phổi, hay cả một bên phổi, hoặc và chúng ta cũng thấy dạng xẹp phổi dạng đĩa và dạng tròn. Nếu tắc hoàn toàn, nếu mà tắc không hoàn toàn á, cái yếu tố mà nó làm tắc không hoàn toàn á, chính nó lạo tạo nên trong cái đường dẫn khí một cái van, nó tạo thành một cái van một chiều, tức nghĩa là khi mà chúng ta hít vào á, đường dẫn khí nở ra, khí vẫn đi vào cái chỗ tắc được, nhưng khi thở ra thì cái đường khí hẹp lại, khí mà thở ra thì nó bị cái van này chặn lại, nó không cho khí ra và gây ra hiện tượng ứ khí. Còn khi mà tắc hoàn toàn thì hít vào cũng được mà thở ra cũng không được, cho nên chúng ta thấy là xẹp phổi, hiện tượng bẫy khí đó. Ở chụp chúng ta chụp ở cái thì bệnh nhân thở ra thì chúng ta thấy một vùng phổi mờ, còn một vùng phổi bị ứ khí lại, gọi là hiện tượng bẫy khí đó, nên nó sáng đó. Dấu hiệu chữ S ngược là chỉ xuất hiện bên phải đó, vì chỉ có bên phải mới có được cái rãnh ngang, và nó nói lên là xẹp thì trên phổi bên phải, mà nguyên nhân xẹp là do tắc nghẽn, và thường là do u phế quản thì trên phổi bên phải, nó chèn ép vào phế quản, nó gây là tắc nghẽn cái đường dẫn khí, và nó gây xẹp thì phổi. Và khi thấy dấu hiệu chữ S này là điển hình cho cái u phế quản thì trên phổi bên phải. Đây là nấm xẹp phổi nè, xẹp thì giữa. Đây là xẹp thì giữa nè, thì giữa phổi bên
bên phải. Chúng ta thấy đây là tôi thích giữa, nó làm xẹp ở thì giữa. Xẹp phổi dạng đĩa là cái xẹp phổi mà do bệnh nhân nằm lâu ngày, nó đàm nhầy rồi nó tắc những cái tiểu phế quản tận, nó gây ra xẹp phổi dạng đĩa. Và đây là hình ảnh xẹp phổi dạng đĩa. Còn xẹp phổi dạng tròn là hình ảnh nó có một cái khối tròn, hình ảnh giống như là khối u đó, nhưng mà thường gặp ở bệnh nhân có bệnh lý màng phổi, và từ màng phổi đó, nó đi vào lá tạng, từ lá tạng nó mới đi vào nhu mô phổi, và thường ở những bệnh nhân sau tràn dịch màng phổi gây ra xẹp phổi tròn. Vậy thì kết luận cần ghi nhớ 5 dấu hiệu của hội chứng phế quản: 1 dày, 2 giãn, 3 xẹp, xẹp dạng đĩa và ứ khí. 2 là tiềm rãnh liên thị trong điều kiện để chẩn đoán xẹp phổi hay là ứ khí. 3 là nguyên nhân của tắc cái phế quản hiếm khi rõ ràng mà thường do chúng ta suy diễn. 4 đứng trước một hình ảnh xẹp phổi ở như ở cho em luôn nghĩ đến dị vật phế quản, còn ở người lớn là luôn nghĩ đến u phế quản. Đó. Tiếp theo là hội chứng mô kẽ. Vậy hội chứng mô kẽ là hội chứng nó bao gồm các triệu chứng dấu hiệu X quang biểu hiện sự tổn thương một hoặc nhiều phần của mô kẽ, và những thành phần của mô kẽ chúng ta đã ôn lại ở cái phần basic rồi, và chúng ta sẽ nhìn lại cái hình ở phía sau. Và nhắc là tổ chức kẽ là cái khung của phổi, nó tổ chức kẽ này nó thông với tổ chức kẽ khác, nghĩa là nó thông thương với nhau, không nhìn thấy trên X quang ở trạng thái bình thường. Đó. Chỉ nhìn thấy khi mà xuất hiện dịch hoặc tế bào trong tổ chức này. Và trong cái hội chứng mô kẽ này chúng ta sẽ có chúng ta sẽ được nhìn thấy cái đường Kenly, và ý nghĩa cái đường Kenly là cái gì chúng ta sẽ được bàn ở cái phần tiếp theo này. Đây là các tổ chức mô kẽ nè, có tổ chức mô kẽ trong tiểu thùy, là tổ chức mô kẽ liên tiểu thùy, tổ chức mô kẽ dưới màng phổi, tổ chức mô kẽ trung tâm tiểu thùy, và tổ chức mô kẽ quanh động mạch phế quản đó. Thì chính cái này nè, dịch nó thoát ra mô kẽ thì nó làm dày thành phế quản như chúng ta đã bàn ở phía trên. Tiếp theo thì bóng mờ trong tổn thương mô kẽ nó có đặc điểm là bờ có ranh giới rõ bờ có ranh giới rõ rệt nha, nó không có tính hợp lưu, nó không có tính hệ thống, nó không có hình ảnh khí phế quản đồ, và phân bố theo không theo cấu trúc mạch máu và phế quản, tiến triển chậm. Và 6 và 5 cái sau đó là hình ảnh đối lập với đó với lại hội chứng phế nang, cho nên chúng ta phải loại trừ các dấu hiệu của hội chứng phế nang để nói rằng có tổn thương mô kẽ. Và nếu đã xuất hiện dày tổ chức kẽ trên phim thời thông thường, chúng ta sẽ thấy được 5 hình ảnh như sau: 1 dạng vệt, 2 là dạng lưới, 3 dạng nốt. Nốt này là đứng không dính liền với nhau như ở hội chứng phế nang đó, và 4 là dạng lưới tổ ong, và 5 là dạng lưới nốt. Và đây là hình ảnh của 5 cái hình ảnh đây là hình ảnh của 5 cái mà chúng ta đã nói. A là dạng vệt nè, dạng vệt được thể hiện đặc biệt là thấy được các đường Kenly trong phù phổi mô kẽ. Dạng lưới tổ ong, dạng nốt, dạng lưới nốt, và đây cũng là hình ảnh của nó. Vậy thì dạng vệt khi mà thấy được cái đường Kenly á, tức là nó dày vách liên tiểu thùy, nó dày vách liên tiểu thùy, thì thường thấy là đường Kenly A và đường Kenly B. Đường Kenly B dài khoảng 1 cm, dày khoảng 1 đến 2 mm ở đáy phổi, còn Kenly A ở đỉnh hình cong, Kenly C là bắt chép, Kenly D là dày 3 đến 4 mm, dài khoảng 5 đến 6 cm, thấy trên phim chụp nghiêng nằm. Phim như nằm nó, cái đường Kenly D nó nằm ở cái phần trước của phổi, hoặc là dày vỏ phế quản huyết quản đó, chúng ta đã nói ở phần trên, cũng như là dày tổ chức dưới màng phổi. Thì cái dạng vệt nè thường gặp trong là phù phổi mô kẽ đó. Vậy thì chúng ta tới đây chúng ta sẽ vứt được ý nghĩa của các đường Kenly đó. Chúng ta đã ôm lại trong cái vách liên tiểu thùy, giữa tiểu thùy thứ cấp này đến tiểu thùy thứ cấp kia, nó có cái vách nó có vách mô kẽ, và trong cái đó nó trong vách mô kẽ này nó chứa gì? Tĩnh mạch nè, hạch mạch huyết nè. Thì bình thường á, mô kẽ nó khô ráo là nhờ hạch mạch huyết này nó rút dịch, cho nên nó giúp mô kẽ khô ráo. Và khi mà
khi mà có một lượng dịch ào ra ngoài mô kẽ quá nhiều, cho nên lúc này mạch bạch huyết nó phải làm gì? Tăng tốc lên để rút dịch, để giữ cho cái mô kẽ luôn khô ráo. Và lúc này chúng ta sẽ thấy nó giãn nở ra, nó bự, nó lớn ra, và chúng ta sẽ thấy được hình ảnh Canly là hình ảnh của mạch bạch huyết đó, mà nó đang giãn nở ra để nó hút dịch. Đồng nghĩa với việc là thấy được hình Canly là có phù mô phổi kẽ. Đó, thì tóm lại đường Canly, bản chất chúng ta thấy được đường Canly là chúng ta đang thấy được mạch bạch huyết nó đang hút dịch đó, tăng tốc để làm khô ráo mô kẽ và phản ánh tình trạng phù phổi mô kẽ. Thì đã nói ở có bốn loại đường Canly và thường gặp nhất là Canly A và Canly B. Đây là hình ảnh của Canly A, hình ảnh Canly B. B ở đáy phổi ha, Canly A ở đỉnh, Canly D, Canly C thấy trên bên nghiêng. Rồi thứ hai là dạng nốt, dạng lưới tổ ong mờ kẽ nhu mô đó. Chúng ta ở cái này chúng ta đã thấy hình kính mờ. Vậy thì hình kính mờ là giai đoạn đầu á, giảm độ sáng của phế trường, giống như một cái sương mù vậy đó. Chúng ta thấy cái sương mù mờ, dạng sương mù vậy đó, nên cho nên là dễ nhầm với hình ảnh đông đặc đó. Phân biệt dựa vào hình ảnh của phế quản và mạch máu đó, và chúng ta sẽ được thấy hình ảnh kính mờ ở phía dưới, nó mờ nhưng mà nó không xóa được hình của nó, không xóa bờ, nó không xóa được tức nghĩa là chúng ta nó mờ nhưng mà chúng ta vẫn thấy được hình ảnh của phế quản và mạch máu. Nốt mờ, có ba dạng, biết là nốt mờ và dạng dạng kê là từ khoảng 1 đến 3 mm đó. Nốt mờ nhỏ là 3 mm đến 3 cm, nốt mờ lớn là lớn hơn 3 cm. Và nguyên nhân của nốt mờ, tạo thành nốt mờ là một là do lao, hai do nấm, ba do di căn, bốn do bụi phổi và năm là sarcoidosis. Và hình ảnh lưới nó hình ảnh trong ong thì chúng ta cùng nhau xem hình ảnh của chúng. Hình ảnh kính mờ là đặc trưng cho phù phổi mô kẽ đó. Khi mà áp suất khí tĩnh nó tăng của mao mạch áp suất khí tĩnh của mao mạch phổi nó tăng lên từ 18 đến 25 là xuất hiện hình ảnh kính mờ đó. Kính mờ hai đáy đáy phổi và lúc này sẽ có sự gọi là tái phân bố tuần hoàn đó. Lúc này là có sự tái phân bố tuần hoàn, mà khi mà áp suất thủy tĩnh khi mà áp suất thủy tĩnh mà nó tăng lên 18 đến 25 mm thủy ngân đó, thì cái mạch bạch huyết bắt đầu nó hút hút dịch, nó tăng cường hút dịch để nó giữ cho cái mô kẽ nó khô ráo. Còn nếu mà không không có nếu mà vượt quá cái khả năng bù trừ của mạch bạch huyết đó, thì lúc này nó phù phổi cấp và dịch ào vào phế nang đó, lúc này đó dịch ào vào phế nang và gây ra phù phổi cấp, và cũng gặp hình ảnh kính mờ trong viêm phổi và xuất huyết phổi. Đây là hình ảnh phế nang bình thường, khoảng kẽ bình thường khô ráo, nó phù mô kẽ nè, dịch nó ra mô kẽ nè, và đến một lúc nó mô kẽ dịch ra quá nhiều, mạch bạch huyết nó không hút kịp, dịch nó ào vào phế nang gây ra phù phổi phổi cấp luôn á. Đây là hình ảnh lưới, hình ảnh tổ ong, hình ảnh tổ ong. Lưới thì gặp bệnh di căn theo hạch bạch huyết, hoặc tổ ong là dạng tổn thương xơ hóa mô kẽ ở giai đoạn tiến triển. Lúc này các nang nang khí, các nang khí và các xơ hóa mô kẽ nó thay thế cái nhu mô phổi, cho nên nó hình dạng tổ ong á, thì là các nang khí và cái xơ hóa mô kẽ nó thay thế cho nhu mô phổi. Và các nang khí là do giãn cái tiểu phế quản hô hấp, tiểu phế quản tận, và chúng ta sẽ thấy cái đậm độ khí kích thước khác nhau lan tỏa hai bên, ở hai bên phổi luôn á. Hình dạng lưới nốt đó, hình dạng hạt kê thì đây là hình dạng của lưới nốt nè, hình dạng hạt kê này nhỏ lắm tấm lắm tấm. Lưới nốt thường trong các bệnh lý viêm nhiễm hoặc thâm nhiễm tế bào u hoặc lắng động sợi hyalin, còn dạng kê thì thường gặp trong cái lau cho kê. Đây là hình dạng tổ ong trên CT.
sơ hóa kẽ dạng lưới đúng không, ảnh sơ hóa phổi, sơ hóa phổi. Tóm lại hội chứng mô kẽ tùy theo ảnh ung thư và chúng ta cần nghĩ đến bốn cái chẩn đoán sau: một, phù phổi; hai, u hoạt phổi; ba, viêm bạch mạch di căn; bốn là sơ hóa phổi. Như vậy thì kết luận là ta phải đi tìm các dấu hiệu âm tính của hội chứng viêm nang khi nghĩ đến hội chứng mô kẽ. Và trong thực tế thì cái hai hội chứng này nó thường chồng lắp lên nhau và cần chụp CT để xác định. Tiếp theo là hội chứng màng phổi, thì bình thường có một ít dịch, khoảng 20cc dịch trong khoang màng phổi, và hội chứng màng phổi là nó bao gồm những dấu hiệu hiện diện cho sự có mặt của dịch và khí và các chất bất thường trong khoang màng phổi, bao gồm: một, hình ảnh mờ màng phổi là tràn dịch; hình ảnh sáng màng phổi là tràn khí; và hình ảnh vôi hóa là di chứng của tràn dịch. Vôi hóa màng phổi và thường là di chứng của tràn dịch màng phổi hoặc dày dính màng phổi. Hình ảnh dày dính màng phổi cũng là biến chứng, di chứng của tràn dịch màng phổi. Và các hình ảnh X quang của hội chứng màng phổi thường nó xoay quanh: một, tràn khí; hai, tràn dịch; ba, dày dính; bốn, vôi hóa màng phổi. Vậy thì chúng ta xem hình ảnh của tràn dịch màng phổi tự do. Nếu mà tràn dịch màng phổi tự do mức độ ít đó, nó làm mất gốc xung quanh và lượng dịch lúc này là khoảng lớn hơn 100ml. Còn mức độ trung bình đó là có xuất hiện đường cong dimorphic và đường cong lõm xuống đó, và dịch lúc này là khoảng 250 đến 500ml. Còn mức độ nhiều là mờ toàn bộ một bên phổi luôn. Và dấu hiệu gián tiếp là xóa vòm hành, đẩy lệch trung thất sang bên đối diện, sang bên phổi lạnh đó. Và thể đặc biệt là thể hoành, thể dưới phổi đó. Và lưu ý một điều là nếu mất một khoang lên sườn thì tương ứng với lượng dịch là khoảng 20ml dịch. Tràn dịch màng phổi khu trú, đây là hình ảnh của các dạng tràn dịch màng phổi khu trú chúng ta xem. Và đặc biệt là tràn dịch màng phổi thể dưới đáy phổi, thể hoành đó, là cái cơ bề cao của cái cơ hoành đó, nó lớn hơn 1,5cm. Đây là hình ảnh vòm hành trái, nó bằng luôn hình ảnh vòm hành phải luôn. Và chúng ta đo cái chiều cao của vòm hành trái thì chúng ta thấy nó lớn hơn 1,5cm. Lúc này là có tràn dịch màng phổi thể hoành, thể đáy dưới đáy phổi đó. Tràn dịch màng phổi rãnh liên thì nè. Tiếp theo là tràn khí màng phổi tự do. Hình ảnh thứ nhất, hình ảnh quá sáng của màng phổi, mất các vân phổi, nhu mô phổi co về phía trung tâm đó, thấy được các đường viền của lá tạng màng phổi và trung thất đẩy lệch sang bên đối diện. Tiếp theo là vòm hành bị đẩy xuống thấp và rộng các khoang lên sườn đó. Nếu ít thì chúng ta chụp ở thì thở ra. Nếu khí ít đó, đây thì chúng ta thấy nè, khí nó trong cái khoang màng phổi, nó đẩy xẹp nhu mô, nó làm xẹp nhu mô phổi lại và đẩy lệch trung thất qua phía bên phổi lành. Và thấy được lá tạng trong tràn khí màng phổi. Đây là hình ảnh của lá tạng. Đó là cái tiêu như đồ rồi, là cái tiêu chuẩn trong tràn khí màng phổi. Tiêu chuẩn trên cái quan của tràn khí màng phổi. Chúng ta thấy rất rõ cái lá tạng trong tràn khí màng phổi. Đây là tràn khí màng phổi gọi là áp lực, hay là có van, hay là tràn khí màng phổi có xu bắp đó. Lúc này chúng ta thấy nè, cái bên chúng ta nhìn bên cái phổi trái nè, vòm hành dẹt xuống trung thất, bị đẩy gọi là lắc lư trung thất đó. Và nhu mô phổi bị xẹp lại, bị đè xẹp lại, vòm hành bị đẩy dẹt xuống trung thất, bị đẩy lệch sang bên đối diện. Và cái tràn khí màng phổi áp lực là rất nguy hiểm, bệnh nhân rất nhanh chết. Nó dấu hiệu mất khí dịch, mất thủy dịch trong hội chứng màng phổi. Dấu hiệu do cái ông John Remy phát hiện, nó giúp phân biệt được hình ảnh mực nước khí dịch ở trong nhu mô phổi hay là ở màng phổi. Thì chúng ta nhìn sang cái hình này, ta có A phẩy, B với lại B phẩy. Nếu chụp phim thẳng và phim nghiêng mà A bằng
A phẩy là nó ở trong cái đường kính của cái bóng mờ á, cái đường kính của cái mức thủy dịch đó, mà giữa A và A phẩy nó bằng nhau đó, thì cái bóng mờ này của nhu mô phổi. Còn nếu B chụp đường kính giữa cái phiên thẳng và phiên nghiêng đó, nó khác nhau thì trong màng phổi, như trên hình chúng ta đã biểu diễn nó trên hình này. Đây là hình ảnh hình mai mai mực, hình ảnh của vôi hóa màng phổi. Tiếp theo là hình ảnh dày dính màng phổi. Vậy nguyên nhân thì chúng ta có thể xem một số nguyên nhân gây tràn khí tràn dịch màng phổi, gây vôi hóa màng phổi trên trên đây. Vậy thì kết luận là cần phải phân biệt được tràn dịch màng phổi lượng nhiều với xẹp phổi hoàn toàn. Phân biệt giữa hai cái này á, xẹp phổi thì nó co kéo các cấu trúc giải phẫu khác về phía phổi xẹp, còn tràn dịch màng màng phổi á, thì nó đẩy các cấu trúc sang phía bên lành. Cần chụp thêm cái phim nghiêng, hoặc bây giờ thì siêu âm rất nhạy với dịch trong màng phổi, cho nên là thường khi tràn dịch thì ta cho siêu âm để xác định, và cần với cũng như là khi mà thấy mức khí dịch ngang màng phổi phải nhớ là vừa có khí và vừa có dịch. Cần phải phân biệt tổn thương này trong áp áp xe giữa, tức nghĩa là cần phải phân biệt giữa áp xe với lại vừa tràn khí vừa tràn tràn dịch màng phổi. Hội chứng trung thất bao gồm các dấu hiệu X quang diễn tả sự hiện diện của các tế bào bất thường trong trung thất, như là khí dịch đóng vôi hoặc bú. Vậy thì chúng ta trong cái hội chứng trung thất này, chúng ta có các cái dấu hiệu rất gọi là rất sự thường hay sử dụng và quan trọng trong cái X quang, đó là dấu hiệu bóng mờ, silhouette sign, dấu hiệu bóng mờ, silhouette sign. Vậy thì cái dấu hiệu bóng mờ này á, là nó để làm cái gì? Nó giúp chúng ta xác định được vị trí bóng mờ trong lồng ngực đó, và nó được phát biểu như sau. Nếu có một cái bóng mờ trong lồng ngực có mật độ nước và nó tiếp xúc với cái bờ của tim á, và các mạch máu, thì nếu mà cái bóng mờ này với cái bờ của tim nó xóa bờ nhau á, thì cái bóng mờ này nó nằm cùng mặt phẳng với tim. Còn nếu mà cái bóng mờ này nó không xóa bờ tim và mạch máu ở cái vùng trung thất á, là chúng không cùng nằm trên mặt phẳng. Nếu vậy thì khi có hiện tượng xóa bờ nhau gọi là dấu bóng mờ dương tính, còn không xóa bờ nhau gọi là dấu bóng mờ âm tính. Như vậy ta đi tiếp. Đây là hình ảnh biểu diễn dấu bóng mờ dương tính, tức là hình ảnh xóa bờ nhau, chúng ta thấy cái viêm phổi. Đây là hình ảnh bóng bóng mờ này, nó xóa mất tiêu cái bờ tâm nhĩ bên bên phải, cho nên lúc này ta gọi là dấu bóng mờ dương tính. Tiếp theo, và tương tự vậy, đây là hình ảnh dấu bóng mờ âm tính, và chúng ta thấy nè, bóng mờ nó không xóa được cái bờ tâm tâm nhĩ bên phải. Và đây là cái dấu hiệu cơ bản và quan trọng nhất trong X quang lồng ngực quy ước. Nó giúp chúng ta định vị được cái bóng mờ trong lồng ngực trên phim ngực thẳng mà không cần đến cái phim ngực nghiêng. Và từ cái dấu hiệu bóng mờ này, nó ứng dụng, nó tạo ra, nó ta được các dấu hiệu như sau: dấu hiệu cổ ngực nè, dấu hiệu ngực bụng, hay là dấu hiệu tảng băng trôi, dấu hiệu che lấp rốn phổi, dấu hiệu hội tụ rốn phổi và dấu hiệu cánh bướm. Các dấu hiệu trên cũng là dấu hiệu bóng mờ, nhưng để thuận tiện cho việc mô tả nhanh vị trí tổn thương nên ta dùng các thuật ngữ này. Thì dấu hiệu cổ ngực là sao? Dấu hiệu cổ ngực là thứ nhất, chúng ta phải lấy bình thường á, đỉnh phổi nó cao từ trước ra sau bờ trên của trung thất trước, kết thúc ngang với mức xương đòn, và bây giờ thì chúng ta lấy cái xương đòn làm chuẩn. Nếu cái bóng mờ trung thất biến mất ngang mức xương đòn, nghĩa là cái bóng mờ này thuộc một phần của nền cổ, một phần của trung thất, và lúc này tôi gọi là dấu cổ ngực dương tính, thường gặp trong bú giáp thòng. Còn nếu mà bóng mờ trung thất này nó vượt qua cái xương đòn luôn thì nó nằm ở trung thất sau và dấu cổ ngực, lúc này gọi là dấu cổ ngực âm tính, thường gặp trong bệnh u thần kinh. Đây, cho nên chúng ta thấy hình ảnh này, lấy cái xương đòn làm chứng.
phía dưới không cao qua 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 khỏi xương đòn á thì là dấu cổ ngực dương tính, mà cao qua khỏi xương đòn là dấu cổ ngực âm tính. Đây là hình ảnh búi giáp thồng, dấu cổ ngực dương tính trong bệnh cảnh là búi giáp thồng hoặc là u nguyên sợi thần kinh này, dấu cổ ngực âm tính, nó thấy bóng mờ vượt qua cái chiều vượt qua bờ trên của xương đòn. Tiếp theo là dấu ngực bụng, thì dấu ngực bụng là cái dấu đó, mà nó dựa trên cái bóng mờ, người ta dựa vào cái dấu hiệu bóng mờ để xác định đó, xem cái tổn thương này nó thuộc lồng ngực hay là ổ bụng. Lúc này thì chúng ta lấy cái cơ hoành làm chuẩn. Nếu bờ dưới bóng mờ trung thất còn thấy rõ khi đi ngang qua vòm hoành, nghĩa là còn được bao bọc bởi khí trong nhu mô phổi á, tức nghĩa là nó vẫn thuộc lồng ngực, lúc này ta gọi là dấu ngực bụng âm tính. Còn nếu bờ dưới của bóng mờ trung thất đi xa dần cột sống rồi đi đến cái tới vòm hoành, nó biến mất trong đậm độ dịch của ổ bụng, thì lúc này ta thấy một phần bóng mờ này thuộc ngực, một phần thuộc bụng, và gọi là dấu ngực bụng dấu ngực bụng dương tính. Hay lúc này ta thấy được hình ảnh là tảng băng trôi đó, như hình đây. Đó, chúng ta thấy phần nổi là phần thuộc lồng ngực là phần nhìn thấy được, phần chìm là phần trong ổ bụng, phần không thấy được, và gặp ở bệnh lý là u nguyên sợi thần kinh đó, neuroblastoma. Đây, dấu cổ ngực âm tính nè, chúng ta thấy hình ảnh mờ nhưng mà nó không xóa được cái bờ của hoành, cho nên là cái bóng mờ này nằm trong, khả năng rất cao là nằm trong cái nhu mô phổi. Và đây là hình ảnh phi nghiêm nè, chúng ta thấy nó nằm ở cái phần trung thất sau. Đi. Tiếp theo là dấu hiệu che lấp rúng phổi và dấu hiệu hội tụ rúng phổi. Vậy thì lúc này thì cái hai cái dấu này chúng ta lấy cái rúng phổi làm chuẩn, và cái bóng mờ mà nó xóa mất bờ của rúng phổi là ta gọi là dấu bóng mờ dương tính. Nhưng mà lúc này ta không gọi là dấu bóng mờ dương tính nữa, mà ta đổi tên thành dấu hội tụ rúng phổi. Còn dấu che lấp rúng phổi là cũng có bóng mờ đó, nhưng mà bóng mờ lúc này nè nó không xóa bờ được cái rúng, không xóa bờ của rúng phổi đó. Và lúc này ta gọi là dấu bóng mờ âm tính, nhưng đổi tên thành dấu hiệu che lấp rúng phổi. Và chúng ta thấy là khoảng cách giữa cái bờ của cái rúng phổi đến cái bờ của cái tổn thương bóng mờ tổn thương nè là nó lớn hơn 1 cm. Và dấu hiệu hội tụ rúng phổi á, chúng ta thường hay gặp ở tràn dịch màng tim nè, tim to hay phình động mạch phổi. Còn dấu hiệu che lấp rúng phổi á, là bóng mờ, cái bóng mờ mà che lấp bóng mờ mà không xóa bờ rúng phổi á, thường là bóng mờ của trung thất trước. Đây là hình ảnh bóng mờ của cái trung thất trước nè, hình ảnh che lấp, dấu hiệu che lấp rúng phổi. Còn đây là hình ảnh hội tụ rúng phổi, phình động mạch phổi trái. Tiếp theo là dấu hiệu cánh bườm. Rồi, bóng tiếng ức bình thường ở trẻ em dưới 3 tuổi đôi khi bị chẩn đoán lầm là khối u trung thất. Hình ảnh thấy được trên X quang rất đa dạng. Đó, trong đó dấu hiệu cánh bờm là điển hình, như chúng ta thấy nè, hình ảnh của cái tiếng ức ở trẻ em đó. Đây là dấu hiệu cánh bờm, đó, tiếng ức. Đây cũng là dấu hiệu cánh bờm nè. Rồi, hình ảnh tăng sáng trung thất thì thường hình ảnh tăng sáng trung thất, thứ nhất là tràn khí trung thất, biểu hiện là đường sáng cạnh trung thất, đó, cạnh bờ tim, dấu hiệu là vòm hoành liên tục. Ngoài ra cũng có thể thấy là thoát vị hoành qua lỗ thực quản, ruột nó chui lên đó. Rồi áp xe trung thất, hình ảnh là khí tràn khí trung thất, khí nó cạnh bờ tim, vòm hoành thì liên tục. Đây cũng là hình ảnh của tràn khí trung thất. Kết luận, đừng bao giờ chẩn đoán u tiếng ức ở trẻ em nhỏ hơn 3 tuổi nếu có nghi vấn hoặc
có thể dùng siêu âm để chẩn đoán, xác định, để xác định cho cái chẩn đoán. Tuyến ức bình thường có cấu trúc đặc đồng đồng dạng, và chú ý là có những bóng mờ tưởng chừng của nhu phổi nhưng thực chất là bóng mờ của trung thất, và nguyên nhân bóng mờ của trung thất thường gặp nhất là u trung thất. Tiếp theo là hội chứng mạch máu. Hội chứng mạch máu nó bao gồm các dấu hiệu X quang của những thay đổi bệnh lý về số lượng, kích thước và vị trí của các mạch máu phổi. Một X quang ngực không phải chỉ để khảo sát tổn thương của phổi hay là màng phổi, mà nó để khảo sát được sự thay đổi huyết về mặt huyết động học, ảnh hưởng của từ các buồng tim và tuần hoàn phổi, trên các buồng tim và tuần hoàn phổi. Phổi nhắc nhấn mạnh là phổi là ảnh phản ánh sớm nhất và trung thành nhất của rối loạn chức năng tim mạch, cần phải quan sát và theo dõi kỹ lưỡng tình trạng tưới máu của phổi. Thứ nhất là có tăng hay giảm tưới máu hay không, tản mạn hay khu trú, xác định được kích thước của tổn thương, xác định được kích thước của rốn phổi và sự cân xứng của nó, cũng như là các hình ảnh dạng như là mắt kính, ống nhòm như chúng ta đã đề cập ở phần trên, và có hay không có tăng áp lực của mao mạch phổi đó, dạng trước hay dạng sau mao mạch hay là cả hai, thì chúng ta cùng nhau điểm qua nè. Bây giờ chúng ta lấy cái gọi là mao mạch ở trong mao mạch phổi làm chứng. Mao mạch có nghĩa là nơi giao nhau giữa động mạch phổi và tĩnh mạch phổi. Nếu tăng áp lực trước mao mạch, tăng áp lực trước mao mạch đó là tăng áp lực động mạch phổi, tăng áp lực sau mao mạch đó là tăng áp lực tĩnh mạch phổi, và tăng áp lực động mạch phổi gọi là tăng áp lực chủ động, còn tăng áp lực tĩnh mạch phổi là tăng áp lực thụ động. Và tăng áp lực động mạch phổi thường gặp ở bệnh lý phổi mãn tính, ví dụ như là COPD, thì nó làm cho sơ hóa cái giường bao mạch. Bệnh lý phổi mãn tính nó làm cho sơ hóa giường bao mạch, dẫn đến tăng áp lực mạch phổi trước mao mạch, tức là tăng áp lực động mạch phổi. Và lúc này thì chúng ta thấy được cái hình ảnh hình ảnh là hình ảnh mắt kính, nhưng mà hình mắt của động mạch to hơn bình thường. Đây là hình ảnh màu đen nè. Trong khi nếu mà bệnh nhân mắc một bệnh lý tim trái, mắc một bệnh lý mà liên quan tới tim trái, ví dụ như là suy tim trái hoặc hẹp van hai lá, thì mà máu đến cái bên tim bên trái sẽ bị giọng giọng trở lại cái phổi, và lúc này nó làm tăng áp lực mạch phổi sau mao mạch, dẫn đến tăng giường mao mạch, thì dẫn đến lúc này là tăng áp suất thủy tĩnh, tăng thủy tĩnh, và áp suất thủy tĩnh nó làm đẩy nước đẩy dịch ra mô kẽ và làm dày cái thành phế quản lên. Lúc này chúng ta sẽ thấy là nảnh phế quản dày hơn trong tăng mao mạch, tăng áp lực mao mạch sau, tăng áp lực mạch máu sau mao mạch. Đây là hình ảnh tái phân bố nè, tái phân bố mạch máu từ đỉnh theo quy luật mồng ba là ở dưới mồng ba dưới nó nhiều hơn gấp gấp đôi cái khẩu kính mồng ba trên. Số lượng và khẩu kính mạch máu ở mồng ba dưới nó nhiều hơn một một phần ba, gấp 2 lần một phần ba trên. Và lúc này thì trong bệnh lý thì chúng ta thấy nó tái phân bố lên đỉnh thì tăng tuần hoàn phổi chủ động. Khi lưu lượng động mạch phổi tăng các động mạch phổi đều tăng khẩu kính từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, nhưng vẫn giữ tỷ lệ nhưng vẫn giữ tỷ lệ như đối với phân bố mạch máu bình thường. Tăng tuần hoàn phổi chủ động có thể một là do tăng cung lượng tim do sinh lý là sốt cao nè, mang thai, vận động viên, hoặc do bệnh lý thiếu máu hoặc là ba giờ đô vân vân. Còn trong bệnh lý tim bẩm sinh thì chúng ta chia bệnh lý bẩm sinh ra là bệnh lý bẩm sinh tím và không tím. Và chúng ta tham khảo một số bệnh lý tim bẩm sinh tím và không tím như trên màn hình. Tiếp theo là tăng tuần hoàn phổi thụ động. Khi có tăng áp tĩnh mạch phổi thì sẽ có hiện tượng tái phân phối mạch máu. Và khi lúc lúc này thì chúng ta thấy là khẩu kính của mạch máu mồng ba trên á sẽ gấp đôi khẩu kính của mạch máu mồng ba dưới, nó làm thay đổi quy luật một phần ba. Và cái hiện tượng này giải thích theo hai giả thiết. Theo cái ông Simon á,
Thì theo cơ chế hành kinh, còn theo giả thuyết của West hay là theo cơ chế cơ học, thì chúng ta xem hai cái giả thuyết này như thế nào. Thứ nhất là giả thuyết của West. Bình thường áp suất trong nhĩ trái là 7 mm thủy ngân, đây cũng chính là áp suất thủy tĩnh của tĩnh mạch phổi, trong khi đó áp suất keo của huyết tương là 28 mm thủy ngân. Do vậy cái độ chênh lệch thì chúng ta thấy 28 trừ 7 ra 21 mm thủy ngân, đây là con số ông Gatton nói, 21 mm thủy ngân chính là yếu tố an toàn chống phù phổi. Trong trường hợp bệnh lý khi áp suất cái nhĩ trái tăng lên á, nó dẫn đến tăng tĩnh mạch phổi, tăng áp lực tĩnh mạch phổi và vượt quá, lúc này thì áp mất cân 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 bằng giữa cái áp suất thủy tĩnh và áp suất keo, tức là lúc này là dịch nó thoát ra khoảng kẽ và dịch trong khoảng kẽ khiến cho áp suất âm trong khoảng kẽ chuyển sang áp suất dương, và chính áp suất dương này làm cho trong khoảng kẽ này làm cho cái tĩnh mạch phổi ở hai đáy bị xẹp lại đó, và máu dồn về lên tĩnh mạch phổi ở trên đỉnh phổi một ba trên, lúc này thì nó làm tăng cái khẩu kính một ba trên. Còn giải thích theo Simon, ông Simon ổng giải thích theo cơ chế thần kinh là khi áp suất thủy tĩnh mà của tĩnh tĩnh mạch phổi mà nằm trong khoảng từ 12 đến 18 mm á, mm thủy ngân á, là dịch đã bắt đầu thoát ra ngoài mô kẽ rồi đó. Và sự sự kiện này đưa đến hiện tượng là thiếu oxy tại chỗ khiến cho cả hệ thống động mạch lẫn tĩnh mạch ở đáy phổi bị co lại, máu dồn thì ở đấy bị co lại thì nó dồn về phía đỉnh ở chiều trên ở một ba trên nó, cho nên là khi áp suất thủy tĩnh nằm trong khoảng kẽ từ 18 đến 25 mm dịch dịch thoát ra mô kẽ nhiều hơn rồi, lúc này là nó thoát nhiều hơn, bình thường 12 đến 18, bây giờ 18 đến 25 là dịch thoát nhiều hơn, và chúng ta thấy được hình ảnh kính mờ ở hai đáy phổi và đó là hình ảnh phù phổi mô kẽ, hình ảnh của sự tái phân phối tuần hoàn sẽ và hình ảnh của sự tái phân phối tuần hoàn đó, của phổi nó trở nên rõ rệt hơn, nó do hệ thần kinh gọi là sympathetic, hệ kinh giao cảm, và chúng ta thấy hình ảnh bất thường đó, hình dáng bất thường của cái tim, ví dụ như hình ảnh này quá trời bự luôn, bóng tim quá trời bự luôn, hình ảnh bầu rũ tràn dịch màng tim rũ nhiều. Tiếp theo là hình ảnh đôi ủng á, hình ảnh đôi giày bót hoặc đôi ủng á, gặp trong bệnh tim bẩm sinh là tứ chứng Fallot. Hội chứng thành ngực thì ở cái hội hội chứng thành ngực này là quan trọng, chúng ta phải phân biệt được là tổn thương mờ này là của thành ngực hay là của nhu mô phổi qua cái góc bạc nhu, góc bạc nhu. Và chúng ta lưu ý là về cái xương á, cái xương thì chúng ta thấy cái xương sườn một á, vôi hóa ở những bệnh nhân là khoảng lớn hơn 60 tuổi, còn xương sườn 12 á, vôi hóa ở những bệnh nhân lớn hơn 31 tuổi, và cái gốc bạc nhu này chúng ta xác định sao, thì thứ nhất là chúng ta phải kẻ hai đường, tức nghĩa là một đường tiếp tiến với lại thành ngực, một đường tiếp tiến với tổn thương, nếu hai đường này tạo thành một gốc gốc tù là tổn thương nằm trong nhu mô phổi, còn gốc nhọn là tổn thương trên thành ngực hoặc màng phổi. Cuối cùng là hội chứng nhu mô phổi. Hội chứng nhu mô phổi chẳng qua là nó để tóm tắt lại những hội chứng mà nó thuộc nhu mô phổi thôi. Nó thì hội chứng này nó được thể hiện qua 6 loại hình ảnh. Nó tóm lại qua 6 loại hình ảnh như sau: một, đốm mờ tròn đơn độc đường kính lớn hơn 3 cm; 2, nhiều đốm mờ tròn đường kính lớn hơn 3 cm; 3 là những bóng dạng hang như là abscess, hang lao, ca hoại tử; 4 là những hình ảnh bóng sáng có viền rõ như bóng bóng như là kén khí; 5 là bóng sáng lan tỏa khí phế thủng hoặc khu trú ứ khí; 6 là những đốm vôi trong nhu mô phổi. Và ba cái dấu hiệu xác định chắc chắn là trong tổn thương ở trong mô phổi: một, dù ở tư thế nào tổn thương cũng được bao bọc bởi nhu mô phổi; 2, gốc bẹt ngu là gốc tù; 3, mạch máu của phổi giảm mẫu kính một số lượng trong một cái vùng sáng. Và như vậy thì chúng ta đã xong 8 cái hội chứng của trong X-quang của phổi ở ngực.
Và đối với một sinh viên E3, chỉ cần đọc được hai dạng dạng sao, và chúng ta đã phân tích ban đầu, khi mà cầm X-quang lên, tổn thương một là dạng dạng mờ, hai là dạng sáng. Vậy thì chúng ta đến thời điểm với trình độ của chúng ta chỉ đọc hai dạng này thôi, chỉ đọc được hai dạng này thôi. Một, dạng mờ có bốn dạng phổ biến là dạng gì? Một là mờ dạng nông đặc, hai mờ dạng mô kẽ, ba mờ dạng nốt hay là mờ hay là dạng khối, dạng mass, bốn là mờ dạng xẹp. Còn dạng sáng là một là dạng hang, sáng dạng hang là có thành dày, hai là sáng dạng kén có thành mỏng, ba là sáng dạng khí phế thủng không có thành dày. Vậy thì chúng ta tìm hiểu khí phế thủng là gì sẽ được tìm hiểu ở slide tiếp theo. Đây là tổng hợp lại là hai cái dạng trên. Vậy thì nếu mà dạng mờ nó chồng hình với dạng sáng thì nó ra cái gì? Một, áp xe phổi dạng mức khí dịch. Hai, dạng hang lao. Ba, dạng ung thư hoại tử. Lúc này á, giới hạn bờ ngoài rõ, nhưng mà trong lòng á, giống áp, với giới hạn bờ ở ngoài là rõ, nhưng mà trong lòng giống như áp xe. Lòng á, trong lòng nó thì giống như áp xe, nhưng mà cái bờ lòi lõm không đều. Bốn là dạng lục lạc à, khi mà thấy hình dạng này là núm trong lòng hang, nghĩa là do bệnh nhân nhiễm cái con Aspergillus. Đây là hình thứ nhất là nhánh áp xe phổi nè, mức khí dịch. Hai là nhánh hang lao. Ba là hình ảnh ung thư ngoại tử nè, giới hạn rõ nhưng mà cái lòng thì giống như áp xe, nhưng mà cái bờ của nó lồi lõm không đều. Và cuối cùng là hình lục lạc, đây là hình ảnh là liềm khí đó. À, bên ngoài là khí, bên trong là cái hình ảnh mờ, bên ngoài là khí. Và đây là bốn cái dạng mà khi mà dạng mờ và dạng sáng nó chồng hình lên nhau, nó tạo ra bốn cái dạng này. Đây là hình ảnh hình hang áp xe phổi nè, mức khí dịch. Tiếp theo đây cũng là một áp xe phổi mức khí dịch, áp xe phổi luôn. Và hình ảnh hang lao ở đỉnh phổi nè. Tại sao hang lao ở đỉnh phổi? Đã giải thích cái phần basic rồi. Những hang lao. Đây là hình ảnh lục lạc nè. Bệnh nhân bị nhiễm con bị nhiễm núm Aspergillus. Hình ảnh lục lạc, đây là hình ảnh mờ nè, hình ảnh sáng nè, hình ảnh liềm khí đó. Đây là hình ảnh ung thư ngoại tử nè, giống y chang áp xe nhưng mà cái lòng của nó có cái bờ nè, không rõ, lòi lõm không đều. Vậy là khí phế thủng là gì? Đó. Phế ở đây đó, khí có thể là khí oxy CO2 nhân dân, những khí mà chúng ta hít vào. Còn phế là gì? Phế là phế nang, thủng là ở lại. Vậy là khí phế thủng là khí ở lại trong phế nang, mà đây là khí ở lại do bệnh lý chứ không phải là khí cặn. Nó khác với khí cặn, mà khí cặn là khí sinh lý, nó giúp cho chúng ta khi mà ngạt thở thì cũng có thể sống được 5 đến 1 phút đó. Vậy thì khí phế thủng định nghĩa lại là khí phế thủng là tình trạng bệnh lý đặc trưng cho sự gia tăng kích thước bất thường, liên tục và không hồi phục của phế nang, kết hợp với sự phá hủy các vách của chúng không kèm theo hiện tượng sơ hóa. Vậy thì khí phế thủng nó có 3 dạng. 1. Khí phế thủng trung tâm chiếu thị ở người nghiện thuốc lá. 2. Là khí phế thủng toàn chiếu thị do ở những người mà thiếu cái men alpha 1 antitrypsin. 3. Là khí phế thủng cận vách ở cái vùng ngoại vi đó, ở cái vùng ngoại vi đó. Và dạng khí thủng này nó gây tràn khí mạc phổi thứ cấp. Và hình ảnh của khí thủng trên X-ray, trên X-quang đó là tràn khí sát màng phổi, lép vào dạng bong bóng trong phổi, polar, dạng túi. Thì chúng ta xem hình ảnh của khí thủng. Đây là hình ảnh của khí thủng và cái tiêu chuẩn chẩn đoán khí thủng trên một cái phim ngực thẳng, đó là chiều cao của cái phổi là lớn hơn bằng 29.9 mm, chiều cao vòm hoành phải trên viên thẳng là nhỏ hơn 1.5 cm, vòm hoành phải nằm dưới khung sườn thứ bảy ở phía trước tù gốc sườn hoành. Khí phế thủng, đây là hình ảnh khí phế thủng trung tâm chuyển thì, hình ảnh trên CT chúng ta sẽ thấy rõ cái hình ảnh là khí phế thủng toàn tiểu thị luôn. Hình ảnh
khí huyết thủng cận vách, nó cận 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 vách thì nó cận cái màng phổi, cho nên là nó gây tràn khí màng phổi thứ cấp. Thì chúng ta cùng nhau tham khảo một số thuật ngữ mà khi mà cái diễn tả một số thuật ngữ để mô tả, nhất là dạng mờ, dạng dạng tăng tăng cảnh quan đó. Một đây là một số thuật ngữ tham khảo để mô tả. Thứ hai là thuật ngữ mô tả giảm hình ảnh cảnh quan, nghĩa là dạng dạng sáng. Vậy thì ở đây sau 8 cái hội chứng của X-quang tới đây thì rất là bối rối. Nhưng đối với một sinh viên Y3 như mình cũng như là một số bạn sinh viên Y3 khác mới đi lâm sàng lại càng bối rối hơn khi mà chính chúng ta cầm cái viên X-quang lên chúng ta xem. Vậy bây giờ tính sau đây, chúng ta hãy bước vào. Thứ nhất, chúng ta bình tĩnh và xem viên này đúng kỹ thuật chưa, cầm viên lên xem viên đúng kỹ thuật chưa. Lồng ngực, thứ nhất là lồng ngực nó nằm trọn trong viên chưa. Thứ hai là tư thế viên, bệnh nhân AB hay là BA đó, cái xác định nhanh đó là BA thì các đốt sống ngực đó, nó có cái dấu dấu ớ đó. Và thứ ba là viên này hết đủ sâu chưa, nghĩa là thấy được mùi xương sau và 6 xương trước chưa, và độ xuyên thấu của nó như thế nào, có thấy nếu có thấy được từ D4 trở xuống không, và thứ năm là có loại bỏ hết dị vật chưa, và phải học thuộc lòng cái giải phẫu X-quang lòng của ngực thẳng bình thường này để khi nhìn vào là biết cái hình ảnh đó bất thường và chúng ta đọc và mô tả nó. Vậy thì phải chúng ta Y3 phải nhận biết được một số hình ảnh cơ bản sau. Thứ nhất, hình ảnh khí phế quản đồ, hai là mức khí dịch, ba là nhu mô phổi xẹp, bốn là đường cong Damaso, năm là tạo hang, sáu là bóng tim to, bảy là cung động mạch chủ bung với động arch. Và một số bệnh thường gặp như là viêm phổi, áp xe phổi, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, u phổi, mass thôi chứ chưa biết là ung thư nha, chúng ta phải dùng là mass. Và sáu là ung thư phổi di căn. Đây là hình ảnh chúng ta thấy được một cái X-quang này bắt đầu mô tả. Thì tổn thương mờ mờ dạng đông đặc, bờ dưới rõ, vị trí ở thì trên phổi bên phải, và kèm theo hình ảnh khí phế quản đồ, và chúng ta đọc kết luận là tổn thương có kiểu hình phù hợp với viêm phổi bị ở thì trên phổi bên bên phải. Nhớ lại cái câu tốt, kết luận tốt nhất luôn là viêm này tổn thương có kiểu hình phù hợp với bệnh, nó chúng ta nghĩ cái gì chúng ta nó và tổn thương đó phù hợp với bệnh nào thì chúng ta ghi vào, mà tổn thương dạng này nó dạng dạng này chúng ta mô tả và chúng ta ghi vào kết luận. Hình ảnh áp xe phổi nè, tổn thương dạng hang và kết hợp với mức khí dịch ở hai bên phổi đó, cho nên kết luận là tổn thương có cái hình phù hợp với áp xe phổi trái và bên phải luôn, tràn dịch màng phổi đó thì chúng ta cũng mô tả như nãy giờ. Đây là tràn khí màng phổi, nó đặc điểm là tăng sáng, tràn dịch màng phổi thì chúng ta thấy nó mất gốc xung quanh, xuất hiện đường cong Damaso đó. Tổn thương có kiểu hình phù hợp với tràn dịch màng phổi thì tràn dịch bên nào thì chúng ta ghi là bên phổi đó, và nhắc là mất một khoang liên sườn tương ứng với khoảng 20 ml dịch, tràn khí màng phổi nè, tăng sáng vô mạch, nhu mô phổi xẹp, thấy được lá tạng màng phổi, và cái lệnh là tổn thương có cái hình phù hợp với tràn khí màng phổi bên nào đó ta ghi vào. Rồi u thì chúng ta thấy nếu mà thấy có một cái khối tròn bờ đều như trên hình thì chúng ta mô tả là phim có tổn thương mờ dạng khối tròn bờ đều, kích thước như đó, vị trí ở đâu, có keo co kéo hay đẩy các cấu trúc và vỏ xung quanh hay không, và kết luận là ví dụ bên phải thì hình ảnh tổn thương mờ đó, hình ảnh tổn thương mờ dạng khối tròn phổi bên phải, theo dõi u phổi bên phải, đề nghị CT làm rõ. Và như vậy thì phần còn lại là chúng ta vận dụng đọc thêm các nguồn tài liệu mình đã để ở phần đầu bài, cũng như đi lâm sàng nhiều và làm bài tập giống như là làm bài tập toán vậy đó. Để làm gì? Để khi mà nhìn vào một cái phim giống như chúng ta đang nhìn vào một bài tập toán mà đã làm qua và biết nó nằm ở dạng nào. Và phần còn lại là đi lâm sàng nhiều, xem phim nhiều, đọc phim X-quang ngực nhiều, và lần nữa thì chúc các bạn học tập tốt và thành công.